F0 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa hai địa điểm ở phường Khương Mai. Sáng nay 30 tháng 8, trao đổi với phóng viên, ông Lưu Đình Lượng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn phường này vừa xuất hiện hai ca dương tính với COVID-19. Một trường hợp của hàng tạp hóa có địa chỉ tại số 218 Lê Trọng Tấn, một trường hợp tại chung cư quân chủng phòng không không quân số 210 Lê Trọng Tấn, ông Lượng cho hay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Mai cho biết, hiện nay cửa hàng tạp hóa trên và chung cư quân chủng phòng không không quân đang tạm thời phong tỏa. Lực lượng chức năng đang tạm thời phong tỏa hai địa điểm phát hiện F0 này để tiến hành truy vết những người có liên quan. Đến sáng nay đã truy vết được 8 người là F1, ông Lượng thông tin. Theo ông Lưu Đình Lượng, hiện tại vẫn chưa xác định được ca nhiễm COVID-19 tại cửa hàng tạp hóa số 218 Lê Trọng Tấn có nguồn lây từ đâu. Còn F0 tại chung cư quân chủng phòng không không quân từng đến cửa hàng tạp hóa 218 Lê Trọng Tấn. Chủ tịch phường Khương Mai cho hay trong số 23 ca nhiễm COVID-19 sáng nay Hà Nội ghi nhận, quận Thanh Xuân có 17 ca, Đống Đa 2 ca, Hoàng Mai 1 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Phú Xuyên 1 ca và Thanh Oai 1 ca. Có 2 ca nhiễm mới thuộc chùm sàng lọc ho sốt, trong đó có ca nhiễm NTH là nữ sinh năm 1981 ở Khương Mai, Thanh Xuân. Ngày 27 tháng 8, bệnh nhân NTH xuất hiện triệu chứng đau họng. Ngày 29 tháng 8, đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, được làm test nhanh kết quả dương tính, nên được lấy mẫu chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính. Liên quan đến nữ bệnh nhân này, đã ghi nhận thêm trường hợp dương tính là PLC, bệnh nhân nữ sinh năm 1996, ở phòng 39, trung cư 210B Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân NTH. Bệnh nhân PLC ngày 29 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.